Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thông tin kỹ thuật và cách sử dụng hiệu quả sản phẩm Duangon 960EC của công ty Syngenta nhé quý vị. Đây là một sản phẩm trừ cỏ tiền nảy mầm trên cây trồng cạn. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích và chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những thông tin đến những bà con xung quanh để cùng nhau làm nông nghiệp một cách hiệu quả và đạt được cái giá trị kinh tế cao nhất. Thì cái sản phẩm Duangon là một cái sản phẩm nó có cái hoạt chất là S-metolachlor 960g trên 1 lít, chất phụ gia là 150g trên 1 lít và quy cách chai hiện nay nó có hai loại, đó là chai 50ml và chai 250ml. Sản phẩm này thì nó có xuất xứ từ Hungary và đây là cái loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm trên cây trồng cạn và nó được phân phối ở Việt Nam bởi công ty VFC Việt Nam. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hoạt chất S-metolachlor nhé. Hoạt chất S-metolachlor là cái hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C15H22ClNO2. Thì cái S-metolachlor này là một cái loại thuốc diệt cỏ chọn lọc trước khi cỏ mọc. S-metolachlor nó kiểm soát cỏ dại bằng cách là ức chế cái sự tổng hợp cái axit béo chuỗi dài. Và S-metolachlor dùng để phòng trừ cỏ dại hàng năm và một số loại cỏ lá rộng. Nó xử lý là phun trước khi mà cái cỏ nó nảy mầm. Sản phẩm S-metolachlor này là một trong những cái thuốc diệt cỏ được sử dụng rộng rãi ở trên cái cây ngô ở Minnesota, một cái bang của Mỹ, và cũng được là dán cái nhãn sử dụng trên cây đậu nành, khoai tây, củ cải đường, hoa hướng dương và cà chua. Và cái S-metolachlor chủ yếu được sử dụng cho cây ngô, đậu tương, lạc, mía, nó cũng có thể sử dụng được cho cây bông, cây cải, khoai tây, hành trên đất không có cát, hồ tiêu, bắp cải và các cái loại cây trồng khác. Cái sản phẩm S-metolachlor là một cái hoạt chất mà chúng ta thấy rằng là nó có hai cái đồng phân, đồng phân đầu tiên là metolachlor và S-metolachlor là một cái loại thuốc diệt cỏ chọn lọc toàn thân và nó có cái hoạt tính diệt cỏ lớn là bởi cái hoạt chất S-metolachlor này nó có cái hoạt tính diệt cỏ tốt hơn. Và năm 2016 thì nó được sử dụng cho 21% diện tích cây ngô ở bang Minnesota ở Mỹ và nó khiến trở thành một cái loại thuốc diệt cỏ ngô được sử dụng nhiều thứ năm trong cái tiểu bang về cái diện tích được bao phủ. Theo cái cuộc khảo sát gần đây nhất của cơ quan thống kê nông nghiệp của quốc gia Mỹ thì nó sử dụng thuốc trừ sâu thì chúng ta thấy rằng là cái hoạt chất S-metolachlor này được sử dụng rất là nhiều. Và S-metolachlor nó kiểm soát cỏ dại bằng cách là ức chế cái sự phát triển của chồi cây con. Nó chứng tỏ hiệu quả trên cái cỏ dại khi áp dụng trước khi nảy mầm. Do đó nó thường được sử dụng trước hoặc là ngay sau khi trồng cây. Cái S-metolachlor này nó có cái thời gian áp dụng liên quan đến cây trồng bao gồm là trước trồng và kết hợp là sau khi trồng. Tính thích ứng của nó và dị ứng với cây trồng thì không nhiều. Cái S-metolachlor là cung cấp cái khả năng kiểm soát tính ưu việt của nhiều cái loại cỏ hàng năm và một số cái loại cỏ dại, lá rộng và cái hạt nhỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm Duangon 960EC. Thì chúng ta thấy rằng là cỏ dại mà nó mọc lên như cái hình ảnh này thì ở trên đồng ruộng chúng ta hay là trên những cái cây trồng thì chúng ta sẽ tốn công nhổ rất là nhiều. Nếu như mà đây chúng ta trồng rau muống hay là trồng cây đậu nành thì hoặc là cây bắp thì chúng ta thấy rằng là tốn công rất là nhiều. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm Duangon 960EC để phun thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái sản phẩm với hoạt chất tiên tiến. Đây là cái phát minh mới. Nó mạnh tới 96% là cái thuốc nguyên chất, nó an toàn rất là cao. Và thuốc Duangon này thì nó phòng trừ cỏ tiền nảy mầm cho cái cây trồng cạn, chỉ cần phun một lần cho cả vụ. Nó trừ được các cái loại cỏ hại nguy hiểm như là cái ngay từ đầu vụ, nó có tính chọn lọc cho cái cây hoa màu rất là tốt. Vì vậy thì hầu hết các loại cỏ mà nó mới mọc mầm hoặc là chỉ hai lá mầm thì phun cái sản phẩm Duangon 960EC này thì nó sẽ quản lý rất là tốt. Thời gian xử lý thì rất là linh động, trước hoặc là sau khi trồng. Nó được sản xuất bởi công ty Syngenta và được phân phối bởi công ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC. Và cái tác dụng của cái Duangon 960EC thì nó có tác dụng như thế nào? Thứ nhất là cái Duangon nó là thuộc cái nhóm acetamide và nó có cái đặc tính nội hấp qua cái mầm lá cỏ hay là cái lá cỏ non khoảng từ nhỏ hơn 2 lá. Và Duangon 960 EC này thì là một cái sản phẩm nó lưu dẫn hướng ngọn, lưu dẫn lên và nó ức chế sự tăng trưởng của chồi và rễ thông qua cái cơ chế chính là ức chế tổng hợp protein trong cái hạt nảy mầm. Sau đó nó ức chế cái chlorine và cái phospholipid.
Do cái nhóm cỏ lá hẹp và cỏ chắc lát nó có khả năng hấp thụ được clo mạnh hơn ở cái cỏ lá rộng nên là nó cho được cái hiệu quả cao hơn. Tức là chúng ta thấy rằng là nhóm cỏ lá hẹp và chắc lát thì phun cái Duangon này lên thì hiệu quả rất là cao. Và chúng ta sử dụng hữu hiệu ở những cái vùng đất mà đa chủng loại cỏ dại, từ lá rộng, lá hẹp mà khi nó mới vừa mọc mầm thì chúng ta phun hiệu quả rất là cao. Và cái ưu điểm của sản phẩm Duangon này như thế nào? Thứ nhất, cái sản phẩm Duangon này nó quản lý sạch cỏ trên các cái vườn cây trồng cạn ngay từ khi mới gieo trồng. Cái thứ hai là nó ít ảnh hưởng đến môi trường. Thứ ba là cách sử dụng linh hoạt từ trước và sau khi trồng cây, kể cả phun khi mà cây đã lớn. Và cái thứ ba là hiệu quả kinh tế cao khi chi phí quản lý cỏ thấp, không ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây trồng, và đặc biệt là nó liều lượng sử dụng khá là thấp, cũng như là cái giá cả hợp lý và tiện lợi để cho chúng ta sử dụng. Nó có thể áp dụng trên mọi loại cái cây trồng cạn ở trong cái đồng ruộng của mình. Về cái hướng dẫn sử dụng thì chúng ta thấy rằng cái sản phẩm Duangon này thì có cái liều lượng và hướng sử dụng như thế nào. Thứ nhất là tùy thuộc vào tính chất đất và sử dụng liều lượng khác nhau. Đối với nhóm đất nhẹ, đất cát pha thì chúng ta sử dụng chỉ cần cái liều 0,5 đến 0,6 lít trên 1 hecta, tức là mình pha từ 30cc cho 1 bình 16 lít và mình phun một công 1.000 m² là 2 bình. Và đối với đất nặng thuộc cái nhóm đất thịt và đất sét á, thì chúng ta sẽ phun từ 0.75 đến 1 lít trên 1 hecta, pha 50cc cho 1 bình 16 lít, phun 2 bình trên 1.000 m². Và chúng ta lưu ý là mình phải phun trải đều khắp mặt ruộng bằng bình có bếp phun sương, 2 bình cho một công 1.000 m². Thì cái Duangon này nó trừ được các cái nhóm cỏ như là cỏ lòng vực cạn, cỏ mừng trầu, cỏ cháo, cỏ dền xanh khi mà cái cây cỏ nó mới vừa nảy mầm, và đặc biệt là nó sử dụng hữu hiệu trên những vùng đất đa chủng loại cỏ dại như là nó có kể cả lá rộng, lá hẹp và nó mới mọc lên như thế này, thì chúng ta phun hiệu quả rất là cao. Và ứng dụng trên nhiều loại cái cây trồng như cây đậu nành, đậu phộng, cây bắp, cây bông vải. Ngoài ra thì nó còn có sử dụng trên cây ngò rí, cây quế, rau muống, cải xanh và kể cả trên xà lách, khoai lang, đậu phộng, hành lá và khổ qua, đậu đũa, vân vân. Thì với cái cách sử dụng thì chúng ta cần phải lưu ý về cái hướng dẫn sử dụng. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng thường là mình chia làm 6 bước. Đối với lại cái nhóm xà lan, ví dụ như chúng ta xạ như rau muống đi, thì chúng ta làm đất kỹ, tưới ẩm, phun thuốc và chúng ta xạ hạt. Sau đó mình đậy rơm và giữ ẩm. Đối với cái nhóm tỉa lắp, ví dụ như là cây đậu, thì chúng ta làm đất kỹ, sau đó chúng ta tiến hành tỉa hạt, rồi tưới ẩm, rồi mình phun thuốc, đậy rơm và giữ ẩm. Còn đối với cái nhóm trồng cây con, thì chúng ta chỉ cần lưu ý là mình làm đất kỹ, rồi mình đậy rơm mỏng, trồng cây xong, chúng ta tưới ẩm, rồi mình tiến hành phun thuốc và giữ ẩm. Hoặc là ngược lại, chúng ta làm đất xong, chúng ta phun thuốc, rồi chúng ta đậy rơm, rồi chúng ta trồng cây, rồi tưới ẩm, vẫn đạt được cái hiệu quả rất là cao. Vì vậy thì với cái sản phẩm Duangon này, chúng ta lưu ý về cái cách xà lan là làm đất thật kỹ và tưới ẩm, rồi phun thuốc, rồi sau đó là xạ hạt giống, rồi đậy rơm và giữ ẩm. Hay là về cái cách tỉa lắp thì chúng ta thấy là làm đất kỹ, rồi tỉa hạt xong, rồi chúng ta tưới ẩm, rồi phun thuốc, rồi đậy rơm. Rồi về cái cách trồng cây thì chúng ta thấy rằng là có thể là mình ngay chỗ này là mình làm đất kỹ, rồi mình đậy rơm mỏng, rồi sau đó chúng ta trồng cây, rồi mình tưới ẩm, rồi mình phun thuốc, rồi mình giữ ẩm. Hoặc là trường hợp ngược lại là chúng ta làm đất kỹ, chúng ta tưới ẩm, chúng ta phun thuốc xong mình đậy rơm, rồi mình trồng cây, vẫn đạt được hiệu quả rất là tốt. Về những cái nguyên tắc chung khi mình sử dụng cái sản phẩm Duangon thì chúng ta phải làm đất kỹ bằng phẳng và sạch cái gốc cỏ của cái vụ trước. Và cái thứ hai nữa là cái độ ẩm của đất trước khi phun là phải nó đủ ẩm để chúng ta phun cái Duangon nó mới đạt được cái hiệu quả cao. Như vậy thì sau khi mà chúng ta phun xong thì chúng ta cần phải phủ gom để giữ ẩm cho đất để đạt được hiệu quả cao. Bên cạnh đó thì hiện nay bà con nông dân chúng ta cũng áp dụng một cái giải pháp là sử dụng cái Duangon này để quản lý cái lúa gài, lúa cơi, lúa cỏ bằng cách đó là ngay cái giai đoạn mà khi cây lúa nó lúa cỏ lúa cơi nó có cái bông cứng, cái bông đầu chuẩn bị nó rụng, thì chúng ta sử dụng cái Duangon pha vào cái bình máy và sử dụng cái vết chụp phun ướt đều ở khu vực có bông lúa cỏ, mục đích là ủi mầm các cái hạt sắp rụng này đi. Và cái lúa nó thường thì của chúng ta thì nó vẫn phát triển bình thường chứ nó không có bị ảnh hưởng hay là trái lá gì cả. Và khi mà đâu đó chúng ta canh còn trước khi thu hoạch 17 ngày thì tức là cái bông lúa cỏ này nó rụng đi nửa bông, còn lại nửa bông bên trong, thì chúng ta tiến hành phun cái Duangon lần thứ hai
để cái đoạn cỏ này nó bị hủy trước khi nó rụng luôn, và sau khi nó rụng xuống đất thì những cái hạt lúa cỏ này nó không lên nữa. Như vậy thì chúng ta đã hủy được cho cái vụ này, đạt được cái hiệu quả cao. Liều lượng sử dụng thì cũng là 60 đến 80 ml cho 1 bình 25 lít và phun 2 bình cho 1 ngàn mét vuông. Và cái trường hợp mà ở đồng bằng sông Cửu Long thì có những trường hợp bà con chúng ta sau khi cắt lúa xong, chúng ta đốt gom gạ rồi chúng ta tiến hành phun cái Trichoderma để phân hủy rơm và các cái phụ phẩm còn lại trên đồng ruộng, để thời gian khoảng 3 ngày cho nó phân hủy thì chúng ta tiến hành xới đất. Và khi xới đất này thì ở đây điều kiện tiên quyết là sau khi xới đất xong là phải phun cái sulfit hoặc là cái duangon, không để cho cái cỏ nó nảy mầm lên hoặc là cái hạt lúa cỏ nó nảy mầm. Thì chúng ta thường là đối với những bà con mình mà ngâm đất lại từ 1 tới 10 ngày đó, thì chúng ta tiên quyết là 1 tới 10 ngày thì sau khi ngâm đất thì chúng ta lưu ý cái duangon là phải để cái khoảng thời gian cách ly là 10 ngày, rồi sau đó chúng ta trục trặc là chúng ta mới xạ. Thì đó là cái hiệu quả, nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao cho cái việc quản lý cỏ và lúa cỏ. Và với sự cái tín nhiệm của nhiều bà con nông dân thì hiện nay cái duangon còn được nhiều nhà vườn sử dụng cho nhiều loại cái cây trồng khác nhau, như là cây rau, cây ớt, cây chuối, bắp, bờ ranh ruộng lúa. Thì sau khi chúng ta trồng rau, trồng ớt, trồng bắp, chuối xong á, thì chúng ta thấy rằng là sau khi tỉa hạt hoặc là bỏ cây con xuống rồi thì chúng ta có thể chúng ta phun hoặc là phun trước khi đặt cây con, cũng đem lại hiệu quả rất là cao trong cái việc quản lý cỏ. Và đối với lại cây ăn trái như là những cái vườn nhãn, vải, xoài, chanh, thanh long thì bà con chúng ta thấy cũng có những cái nơi mà cỏ nó mọc lâm nhâm lên, thì chúng ta sử dụng cái duangon này chúng ta phun thì nó quản lý cỏ rất là lâu dài và không ảnh hưởng đến bộ rễ của cái cây trồng, nên là được bà con mình cũng ưu tiên sử dụng. Và trên những cái vùng ruộng hoa màu như là dạng thọ, hoa hồng, những nơi có cỏ mọc không theo ý muốn của mình nhưng mà thường tưới nước, thì bà con mình cũng sử dụng cái duangon 960 EC, cũng đem lại hiệu quả rất là cao. Và để phòng trị cái nhóm cỏ chưa mọc mầm trên các cái ruộng cỏ này thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái duangon là đạt hiệu quả. Ngoài những cái cây trồng mà chúng tôi kể trên thì còn lại rất là nhiều cái cây trồng được nhà vườn sử dụng. Mong nhận được cái thông tin bổ sung từ bà con nông dân để chia sẻ đến những nhà vườn còn lại sử dụng hiệu quả tốt hơn. Khi sử dụng cái sản phẩm duangon thì chúng ta cần phải chú ý những cái điều kiện như sau. Thứ nhất là lượng nước phun từ 400 đến 600 lít nước trên 1 hecta, ướt cái bề mặt liếp và cái bề mặt nó phải có ẩm sẵn. Và phun phòng khi cỏ chưa mọc đến cỏ có hai lá, và có thể phun lại lần hai sau khi phun lần một từ 20 đến 30 ngày khi mà chúng ta thấy cỏ nó chớm mọc trở lại ở những cái nơi mà đất nó nứt ra. Và không nên cộng chung phân bón lá hay là thuốc khác để phun cái thuốc duangon này, không phun phủ lên cái cây trồng hay là không phun trúng cái cây trồng đối với lại những cái cây chúng ta trồng nhỏ. Riêng đối với lại cây lúa thì chúng ta có thể phun trùm lên kể cả lúa cỏ và lúa thường của mình, vẫn đạt được hiệu quả rất là cao. Và thời gian cách ly của nó là khoảng 14 ngày. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái sản phẩm Duangon 960 EC của công ty Syngenta. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.